Kính thưa quý vị, ngành mía đường Việt Nam đã có quá trình phát triển hơn hai thập kỷ, không chỉ giải quyết được tình trạng đói đường cho đất nước, mà còn khẳng định mía là cây công nghiệp gắn kết doanh nghiệp với nông dân, góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, trước áp lực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Một phần nguyên nhân rất quan trọng là do năng lực cạnh tranh còn yếu kém. Làm thế nào để ngành mía đường Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững? Đó là vấn đề đang đặt ra cấp bách và đây cũng là chủ đề của cuộc tọa đàm Ngành mía đường, cơ hội phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập tại chuyên mục Chính sách và đối thoại của báo Công Thương hôm nay. Để nhìn nhận vấn đề có tính khách quan đa chiều, chúng tôi đã mời đến trường quay các diễn giả. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Quang Tú, chuyên gia tư vấn phát triển mía đường. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Thành Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa. Xin cảm ơn các diễn giả đã nhận lời mời và tham gia cuộc tọa đàm của báo Công Thương hôm nay. Thưa các diễn giả, cũng như nhiều ngành sản xuất khác, ngành mía đường không thể nằm ngoài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Quá trình này tạo ra những cơ hội để phát triển, nhưng nó cũng đặt ra rất nhiều thách thức với các doanh nghiệp khi chúng ta mở cửa thị trường. Xin hỏi ông Doanh là các doanh nghiệp ngành mía đường đã tận dụng được những cái cơ hội gì và phải đối mặt với những cái thách thức gì của quá trình hội nhập? Thực ra thì đối với ngành mía đường Việt Nam, khi mà tham gia hội nhập cùng với về xu thế chung của đất nước, thì ngành mía đường Việt Nam vừa là cơ hội nhưng vừa là thách thức. Cơ hội là vì chúng ta đã sẵn sàng tham gia vào thị trường chung với tất cả các nước trên thế giới. Và chính vì được tham gia thị trường chung với tất cả các nước trên thế giới thì chúng ta tiếp cận và tiếp thu được tất cả những gì tiến bộ về công nghệ cũng như về thị trường giá cả của các nước. Để trên cơ sở đó chúng ta nắm bắt được là thiên hạ người ta đang làm những gì, và ta đi đến đâu để mà các ngành doanh nghiệp mía đường Việt Nam chúng ta có được cái tiếp thu hoặc là cái thích ứng. Thế nhưng đồng thời ngành mía đường Việt Nam cũng đứng trước những cái thách thức rất là lớn. Mà thách thức lớn nhất đối với ngành mía đường Việt Nam đó là khả năng cạnh tranh. Ở cái góc độ một người làm tư vấn phát triển mía đường, xin hỏi ông Ngô Quang Tú là quan điểm của ông về những cái thách thức và các cái cơ hội của ngành mía đường trong cái quá trình hội nhập như thế nào? Vâng, tôi hoàn toàn là đồng ý với lại ý kiến của anh Doanh. Tức là cái việc mà chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với tất gần như là hầu hết các cái tổ chức quốc tế, thì tôi thấy đây là một cái xu hướng mà chúng ta không thể tránh được, trong đó có cả mía đường. Thế thì chúng ta phải chấp nhận cái luật chơi khi mà chúng ta tham gia cái tổ chức này, các cái tổ chức này. Ở góc độ thực tiễn của một doanh nghiệp, tôi muốn lắng nghe cái ý kiến chia sẻ của ông Phạm Hồng Dương. Thưa ông Phạm Hồng Dương là ông cảm nhận như thế nào về các cái cơ hội và thách thức của quá trình mở cửa thị trường đường đối với doanh nghiệp của mình? Xét về mặt nội lực của doanh nghiệp, nếu xét về mặt giá thành sản xuất của nông dân, thì chúng ta có một số vùng và một số nhà máy cũng đã chuẩn bị gọi là đủ cái khả năng để mà chúng ta hội nhập. Nhưng cái phần còn lại mới là cái chuyện chúng ta đáng phải bàn, là để cho làm sao để các doanh nghiệp hàng đầu kéo những cái doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ, để làm sao khi hội nhập thì các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta không có bị thiệt hại, các nông dân của chúng ta ở các vùng sâu vùng xa không bị ảnh hưởng. Đó mới chính là bài toán thông minh. Cảm ơn ông Phạm Hồng Dương. Tôi muốn xin hỏi ông Phạm Quốc Doanh, ông có thể cho ví dụ tức là năng lực cạnh tranh của ngành mía đường của các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào bây giờ so với ví dụ như Thái Lan và Brazil chẳng hạn? Nếu mà đánh giá thực trạng với ngành mía đường Việt Nam thì chúng ta có một số mặt cũng không thua kém với một số nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Nhưng nếu đánh giá mà cái tổng quan tổng thể thì chúng ta còn hạn chế hơn họ. Nếu nói về mặt khoa công nghệ thì thực ra có nhiều lĩnh vực chúng ta không đến nỗi là kém hơn người ta. Ví dụ như là công nghệ trong chế biến đường, thì hầu như những công nghệ chế biến đường tiên tiến trên thế giới thì chúng ta đều có cả. Vì trong quá trình đầu tư nhà máy đường từ năm 95 đến nay thì chúng ta biết rằng 30% sản lượng đường của Việt Nam là của các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc là liên doanh hoặc là trực tiếp. Cho nên hầu như các nhà đầu tư này họ đều là đưa những công nghệ chế biến đường hiện đại
và tiên tiến của người ta đầu tư vào chúng ta. Hay nói về trong nông nghiệp, các cái giống mía mà chúng ta có năng suất và chất lượng mía thì cũng không đến nỗi nào so với tất cả các một số nước trên thế giới cũng như là một các nước trong khu vực. Thế nhưng nếu mà đánh giá về tổng thể thì hiện nay chúng ta hãy còn đang thấp hơn trung bình của thế giới cũng như là một số nước. Xét về mặt hỗ trợ chính sách hay là sự hỗ trợ của chính phủ thì chúng ta hiện nay là đang thua kém người ta. Có nghĩa là nếu như xét về mặt về khả năng cạnh tranh ấy, thì chúng ta có yếu kém một phần là về mặt năng suất chất lượng và hay nói cái khác là tổng chi phí sản xuất và giá thành, nhưng chúng ta thua một số nước trong khu vực cũng như là các nước trên thế giới chính là chính sách hỗ trợ. Với cái đặc thù của ngành mía đường Việt Nam ấy, thì cái khâu nguyên liệu được coi là cái gốc của ngành mía đường. Xin hỏi ông Ngô Quang Tú là với cái vai trò một người làm tư vấn phát triển trong lĩnh vực mía đường ấy, ông đánh giá như thế nào về trình độ sản xuất nông nghiệp mía của Việt Nam so với Thái Lan, so với Brazil? Trước hết thì đánh giá chung ấy, thì hiện nay trên thế giới là có khoảng 130 nước mà có sản xuất về mía đường, thì chúng tôi đánh giá chung ấy, thì Việt Nam mình ở mức độ trung bình thấp so với thế giới, mức độ chung đấy, nhìn tổng thể chung đấy. Thì còn so với những cái nước mà sản xuất mía đường rất phát triển như là Brazil, như là Thái Lan, như Trung Quốc thì chúng ta còn thấp hơn họ rất là nhiều, như anh Doanh cũng đã thể hiện rồi. Cũng nó cụ thể là trong tất cả các khâu ấy, thì khâu đầu tiên là khâu sản xuất nguyên liệu, thì đúng là quả thực cái đấy là cái khó nhất của ngành mía đường chúng ta hiện nay. Khâu sản xuất nguyên liệu thì hiện nay đấy, giá thành đấy, cái sản xuất mía của chúng ta ấy là 1 hecta thì khoảng là trên dưới 900.000 một tấn, trong khi đó trung bình thế giới là khoảng như Thái Lan đấy là khoảng 600.000 một tấn, đã chênh nhau đến 300.000 một tấn. Như của Ấn Độ thì đất đai nó cũng tương tự như Việt Nam mình, thì nó cũng người ta vẫn thấp hơn của mình khoảng 100.000 một tấn. Thì đấy là cái giá thành để sản xuất đường như vậy. Và trong khi đó về mặt chất lượng thì cái ở đây nó thể hiện rằng bằng cái độ đường đo bằng CCS ấy, thì Việt Nam mình như lúc nãy anh Dương cũng có nói rồi là trên dưới là 10, nhưng mà thế giới các cái nước mà tương đối tốt ấy, hiện nay người ta là 12, 13, thậm chí 14. Đấy, thì rõ ràng là cái sự chênh nhau rất là lớn. Và do đó là hiện nay cái giá thành cuối cùng để sản xuất đường của mình đối với như là những nước như Thái Lan, như là xung quanh đây của chúng ta gần đây đấy, thì là khoảng 1.500 cho đến 2.500 đồng một kg cái giá thành cuối cùng. Thì ở đây đấy thì tại sao như vậy thì cũng muốn nó giải thích rõ thêm, tức là tại sao cái giá thành của mình nó lại cao như vậy so với nước, thì đó là một câu chuyện rất là nhiều. Từ vấn đề là cái ban đầu những cái quy hoạch mà cái diện tích đất để sản xuất mía đường thường là những cái vùng mà đất trước hết là cái đất để dành cho mía đường nó rất là rộng, mà hai nữa là thường là những cái vùng đất nó không được tốt, đấy là một. Thứ hai nữa là các cái đồng ruộng chúng ta nó bé, trung bình thì chỉ 0,5 đến 0,7 một hộ. Mà như các anh biết là hiện nay đấy có những doanh nghiệp cỡ lớn đấy, cỡ 6.000 tấn mỗi ngày đấy, người ta ép đấy, người ta phải ký hợp đồng đến 20.000 cho đến 30.000 hộ dân. Thì anh cứ tưởng tượng là 20.000, 30.000 cái mảnh ruộng để cho đó là gì, nó dẫn đến cái sự canh tác, những cái cơ giới hóa rồi cái chăm sóc mía nó rất là khó khăn. Tôi có một câu hỏi mà muốn dành cho ông Phạm Hồng Dương, với cái góc nhìn của người làm thực tiễn của doanh nghiệp. Cái nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mía là được đánh giá là có vai trò rất là quan trọng để giúp, thứ nhất là nâng cao năng suất này, nâng cao chất lượng này, thậm chí là còn góp phần hạ giá thành. Dưới góc độ của một người làm doanh nghiệp mà gắn kết với người nông dân ấy, thì ông đánh giá như thế nào về cái thực trạng công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mía hiện nay? Riêng về cái công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào trong cái công tác sản xuất mía thì ở riêng với TTC chúng tôi thì chúng tôi có một cái trung tâm nghiên cứu mía đường TTC. Đối với giống mía thì chúng tôi du nhập các cái giống mía phù hợp với cái vùng sinh thái thổ nhưỡng của
của TTC hiện tại, ví dụ như là những cái vùng chịu hạn hay những vùng chịu ngập, để mình lai tạo ra các cái giống mía phù hợp với các cái vùng như vậy. Thì là dự kiến là tới năm 2019, tức là năm sau, thì mình có thể mình đưa ra được 3 cái giống triển vọng cho các vùng sinh thái này. Và chắc chắn là sẽ góp phần để đưa nâng cao cái năng suất cũng như trữ đường. Để tăng cái lợi nhuận cho nông dân thì không có cách nào khác là chúng ta vừa phải tăng năng suất, tăng trữ đường, nhưng lại làm sao giảm được chi phí. Thì giảm chi phí thì chúng tôi có đi vào sâu vào ba cái hướng còn lại. Một, ngành mía đường là cái ngành mà rất là nhạy cảm với biến đổi khí hậu, thì áp dụng các kỹ thuật canh tác mới để làm sao giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu nhưng mà lại tăng được năng suất. Thì cụ thể với chúng tôi triển khai là cày sâu bón phân. Thì ví dụ như trước đây nông dân trồng chỉ cày có khoảng 3 tấc thôi, thì rễ nó lều phèo ở trên thì nó năng suất nó không tốt và nó chống hạn cũng không tốt. Nhưng mà chúng tôi cày sâu xuống 6 tấc, 7 tấc đấy, thì mình đầu tư cho dân để làm những cái này bằng dịch vụ cơ giới, bằng đầu tư máy cày loại công suất cao cho nông dân. Cái thứ hai là đầu tư vào tưới mía. Thì tất cả các cái vùng nguyên liệu của TTC đều được triển khai đầu tư tưới đồng loạt. Tưới để làm gì ạ? Để là tăng cái năng suất cho nông dân. Và cái thứ ba, cái cuối cùng là làm sao để giảm cái chi phí thu hoạch. Tức là chúng tôi đầu tư máy móc để thu hoạch máy. Tôi muốn nhìn rộng hơn một chút, muốn hỏi ông Ngô Quang Tú là cái nhìn nhận của ông như thế nào về cái thực tiễn chung của ngành mía đường Việt Nam ấy, trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cái sự nỗ lực phấn đấu của các cái doanh nghiệp mía đường hiện nay rất là lớn. Có những cái doanh nghiệp mà hiện nay họ có vốn, có tiềm lực về vốn về khoa học công nghệ thì đã làm rất tốt, như là chỗ anh Dương đây, công ty Thành Công, rồi công ty mía đường Quảng Ngãi, rồi công ty Lâm Sơn, rồi công ty Nasuco ở Nghệ An chẳng hạn, thì họ là có những cái doanh nghiệp tương đối lớn, có cái giá thành cái sản phẩm là tương đối là tương đương với những cái nước xung quanh mình và có khả năng cạnh tranh rất lớn. Thì đây đấy, thì ngoài cái sự tiềm lực về mặt nguồn lực về tài chính, nhưng họ cũng có một cái tiềm lực đấy là về khoa công nghệ, phải dám áp dụng khoa công nghệ trong sản xuất, từ sản xuất nguyên liệu như áp dụng cơ giới hóa cho đến thì trong sản xuất chế biến để đa dạng hóa sản phẩm. Xin hỏi ông Phạm Quốc Doanh, ở cái mặt bằng chung của cái năng lực chế biến của các nhà máy đường Việt Nam mình hiện nay là trong suốt 25 năm vừa qua chúng ta vẫn đang dừng lại ở cái mức là ở sơ cấp. Có nghĩa là chúng ta mới là từ cái mía mà làm ra đường. Mà đường thì chúng ta mới chỉ dừng lại là ở đường trắng và đường tinh luyện. Thế và một số nơi thì có thêm cả đường vàng. Nhưng thế giới người ta đã có 54 loại sản phẩm về đường rồi. Nó không chỉ dừng lại có mỗi là chỉ có đường trắng, đường luyện với đường vàng như chúng ta. Để nói thêm ý đó. Thế còn đối với các thế giới nó đã tiến đến giai đoạn ấy, là bên cạnh đó sản phẩm chính là đường thì người ta bắt đầu là điện, là ethanol phục vụ cho năng lượng sinh học. Thế là vấn đề là phân hữu cơ, phân vi sinh. Thế và đồng thời là nhiều nước trên thế giới hiện nay ta làm đến cả mỹ phẩm này, đến cả dược phẩm này bằng đường, bằng mía. Thế nhưng chúng ta thì trong suốt 23 năm qua chúng ta mới đang dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, đó là loanh quanh ở hạt đường. Thì hiện nay đấy thì nước ta có khoảng có 41 nhà máy, thì nhà máy chế biến mía thành đường đấy. Thế thì trong đó tức là cái công suất thiết kế là 150.000 tấn mía một ngày và công suất bình quân đấy là 3.600 tấn mía ngày. Thì trong đó cái nhà máy mà cái cỡ như anh Thành, anh Dương vừa nói đấy là một cỡ 6.000 tấn mía ngày ấy là chỉ có 5 nhà máy thôi. Cả nước chỉ có 5 nhà máy là cái quy mô mà ở đấy là hiệu quả nhất về mặt gọi như là về quy mô sản xuất là sẽ đạt hiệu quả nhất. Và có 8 nhà máy thì quy mô từ 3 đến 6 tấn mía ngày. Có 17 nhà máy là quy mô từ 2.000 đến 3.000 tấn mía ngày. Và có 10 nhà máy quy mô rất là bé, từ 800 đến 1.700 tấn mía ngày. Thì đấy là những cái anh biết được là quy mô sản xuất. Thì hiện nay cái số nhà máy thì nhiều, mà trong khi đó thì thực tế cái khả năng ép mía thì trong một ngày rất là thấp. Thì các anh biết rằng ép mía mà thấp thì cái mía mà để tồn đọng mà không ép kịp thì cái đường nó sẽ giảm xuống là nhanh chóng và tổn thất sau thu hoạch rất là nhiều. Ông Ngô Quang Tú, ông đánh giá như thế nào về cái công tác phát triển thị trường và phân phối của các nhà máy đường hiện nay? Hệ thống tiêu thụ hiện nay thì các cái doanh nghiệp
tự bản thân doanh nghiệp thì có một cái hệ thống, một cái cách tiêu thụ riêng. Có những doanh nghiệp thì họ trực tiếp cho những cái khách hàng tiêu thụ, nhưng phần lớn là thường qua các cái khâu trung gian để đến được cái hộ tiêu thụ cuối cùng. Thì đấy là cái hệ thống tiêu thụ hiện nay chúng ta có trực tiếp bán lẻ đối với những cái đường một cho ra cái thị trường thì gần như là rất là ít, không có. Khi chúng ta chưa chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường ấy, thì có thể nói là các nhà máy đường chúng ta sản xuất ra thời kỳ đó là gắn kết tương đối tốt giữa khâu lưu thông với trong sản xuất. Mà đặc biệt ấy, là tôi nhớ thời kỳ đó là có hai cái công ty thực phẩm công nghệ miền Bắc và công ty thực phẩm công nghệ miền Nam là gần như là gắn kết ký kết hợp đồng tiêu thụ với lại các nhà máy đường. Trên đường của chúng ta sản xuất ra thời kỳ đó nó tương đối là có địa chỉ tiêu thụ. Nhưng sau khi chúng ta đổi mới, đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thế và chúng ta nền kinh tế thực sự chuyển sang nền kinh tế thị trường thì có thể nói đây là khâu yếu nhất trong một chuỗi giá trị, trong chuỗi giá trị sản xuất ngành bây giờ. Hiện nay là chỉ rất ít nhà máy là đã liên kết được với các nhà tiêu thụ đường, đặc biệt là các công ty chế biến công nghiệp thực phẩm, ví dụ như Coca-Cola, Pepsi hay là nước giải khát hay là Vinamilk. Thế nhưng còn phần nhiều thì vẫn lại phải là tiêu thụ thông qua là đại lý cấp 1 mới đến được với các nhà đại lý, các nhà sản xuất chế biến dùng đường để chế biến nguyên liệu thực phẩm. Thứ hai nữa là phần nhiều là hiện nay là qua cái kênh phân phối chúng ta hiện nay là nó bị quá nhiều cái tầng lớp, cho nên cái chi phí trung gian nó đang rất là lớn.